Ok, thì ở đây mình test cái combo mạch 4 tốc đơn MD 9840 cho các anh em xem ha. Đây gồm có phần chính đó là main board này. MD 9840. Mid bass, mid chép, mid vonaco. DSP lập trình chống hú ha, livestream. Nguồn sung. Cấp điện cho mạch, cấp điện 220 và sạc điện cho bình. IC chính MD 9840. Rồi mình đang cấp bình nè, cái lô chung nè, cái chép 250 nè, cái bát 4 tấc nè ha, con 51 tự 140 kê ha. Bát này âm thanh là cực kỳ hay luôn, xíu mình test cho các anh em xem ha. Đây thì đối với cái mẫu bo này là nó có chống hú ha, trình chống hú, thì mình sẽ tiến hành test cái tiếng micro cho các anh em xem nó có mở không ha, chống hú tốt không ha. Đây 1, 2, 3, 4. Nó sọt. Đang test trên cái micro bin. Có chỉnh được set tần số và chỉnh âm lượng ha. Đây 1, 2, nó sọt. Tại 9M. Đó. Đây nó gọi là chống hú nè. Dí thẳng vô không hú, gọi là chống hú. Nhưng mà điều quan trọng là đưa lên alo là phải nhẹ, tiếng phải nhẹ mới gọi là chống hú. Còn không giảm xuống hết thì thôi chứ đâu gọi là chống hú. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tăng mic volume lên luôn. 1, 2. Tăng lên cỡ mức này thì đỡ mic là khoảng cách xa là đã có tiếng rồi. 1, 2, 5, 6. Cái tiếng này là không phải gọi là tiếng echo nhưng các anh em, tiếng này gọi là reverb echo luôn. 1, 2, 5, 6. Tăng chép lên nè, mic chép nè, mic bass nè, giảm xuống một xíu nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cô giảm lại chút. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok chưa? Rồi, tiến hành test nhạc. Ok, mình sẽ test một cái đoạn nhạc nhỏ để anh em thử cái phần tiếng micro luôn.